Vâng, chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Đại Từ và Du Lịch. Đây là đội hình của Đại Từ. Thủ thành số 1 Ý Hòa, số 7 Thống Bành, số 11 Sinh Sa La, số 12 Thiện Nhỏ, số 19 Phú Quý, số 21 Tuyên Tung Tăng và số 77 Quân Lê Tô. Còn đây là đội hình của Du Lịch. Sẽ có số 4 Thắng Cóc, số 10 Hưng Sốp, số 11 Nhật Tân, số 13 Thanh Linh, số 15 Đức Đèn, số 18 Thủ thành Đức Tỉn và số 19 Tiến Đạt. Ngày đấu mới kết thúc cái đây một thời gian rất ngắn và trận đấu đã bắt đầu. Thắng Cóc vẫn đóng vai trò là trung vệ. Một giải đấu chúng ta đã chờ đợi rất nhiều. Dứt điểm, cú đá từ rất xa và chỉ có tài năng của Đức Tỉn. Một cú đổ người chính xác của Đức Tỉn ở trong phóng vừa rồi. Một pha đổ người rất nhanh của Đức Tỉn. Cú ra chân không được. Quả bóng mà Thiện Nhỏ đã bắt bài, cơ hội phản công. Sút xa, dứt điểm. Và bóng mà Phú Quý đã đưa cho Tuyên Tung Tăng một cơ hội ở ngay sát cột hai. Đức Tỉn đang có những nhắc nhở đối với Thắng Cóc. Một pha bóng mà nếu như Tuyên Tung Tăng có thể chạm bóng thì đó sẽ là cơ hội. Một pha dứt điểm rất có ý đồ của Võ Hoàng Phú. Đức Chris rất khéo, Đức Chris đã đi qua được Thống Bành. Chúng ta có lẽ sẽ chuẩn bị được theo dõi lại động tác giả rất hay của Đức Chris. Quả bóng mạnh đã loại bỏ được Thống Bành và đưa ra một cú duỗi mù. Chút nữa thì đã là một pha đốt lưới ngả. Một pha bóng mà bóng đã chạm chân của Thành Linh trong một tình huống mà có vẻ như anh đã pha bóng không thực sự chủ động. Sinh Trung, Quân Ê Tổ. Vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Đại Từ. Bàn thắng dành cho các cầu thủ Đại Từ. Và chúng ta có thể thấy được niềm vui của ban huấn luyện bên phía Đại Từ. Thêm một lần thì Du Lịch lại gặp khó khăn. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại một pha bóng. Thống Bành đã là người di chuyển. Cú dứt điểm từ xa đến từ Quân Ê Tổ rồi. Một cú kéo bóng bằng lòng tròng trong một tư thế thực sự rất khó khăn. Đức Chris. Văn Hưng. Cú bóng xoay sở của Văn Hưng trước Quân Ê Tổ. Không biết là quý vị, tất cả anh em đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì sẽ dự đoán thế nào? Đạt Trê không được. Ra chân đến từ Đạt Trệ. Ý Hòa. Và phát bóng của Ý Hòa. Đội dành cho cầu thủ Đại Từ, Thống Bành. Một pha xoạc bóng đến từ Thanh Linh nhưng trọng tài không xác định đó là tình huống phạm lỗi. Tình huống phát động tấn công không tạo ra được cơ hội dành cho Đức Chris. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Pha bóng và Thống Bành cho rằng mình bị phạm lỗi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thống Bành không vào, vẫn không vào. Hai tình huống cứu thua liên tiếp của Đức Tỉn. Pha bóng cho thấy bản lĩnh của Đức Tỉn. Thống Bành đã đối mặt với Đức Tỉn nhưng không thể đưa ra được tình huống dứt điểm. Thiện Nhỏ đã đưa ra một cơ hội tuyệt vời dành cho Thống Bành. Rất nắn nót nhưng Thống Bành lại có vẻ như không có điểm trụ tốt. Du Lịch sẽ cần phải khẩn trương hơn. Họ cầm được nhiều bóng hơn nhưng nó không đồng nghĩa với việc có thể tạo ra những cơ hội. Và những cơ hội nguy hiểm hơn thì vẫn đang thuộc về phía các cầu thủ Đại Từ. Chúng ta cùng theo dõi lại pháo bổng. Tình huống mà Thiện Nhỏ đã đưa ra một cú dứt điểm. Đức Chris. Đức Chris, Đức Chris, cú dứt điểm của Đức Chris bóng hơi cận chân. Nhật Tân, cơi, Đạt Trề đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Một pha bóng mà anh đã có cơ hội để ngắm nghía, có cơ hội để tạo ra được một cú dứt điểm tung lưới đối phương.
sút điểm. Pha bóng mà Ý Hòa đã từ chối một cơ hội tuyệt vời được tạo ra bởi Du Lịch. Thủ thành Ý Hòa đã có một pha bay người thực sự đẳng cấp. Cú ra trần của Thanh Linh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng đi căng hiểm hóc. Bóng đã được đưa về phía góc xa. Nhưng Ý Hòa vẫn có một cú đột, nhưng họ vẫn chưa thể nào tạo ra được những cơ hội, những bàn thắng một cái rõ ràng. Linh Bách, một cú ra trần từ rất xa của Linh Bách. Một quả đá phạt góc. Không khó đối với Ý Hòa. Một pha lộn xộn. Linh Bách. Bên phía cầu thủ Đại Từ vẫn chưa đưa ra sự thay đổi người nào. Họ Văn Hưng dứt điểm. Pha treo bóng khi mà Đức Tín dâng lên quá cao. Đó là tình huống xử lý tốt và nó có thể tạo ra bàn thắng. Bây giờ thì Đức Tín đang buộc phải dâng lên. Cú dứt điểm từ xa của Thiện Nhỏ. Và chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội này. Đứng trước bóng đang là Đức Chris. Cú dứt điểm bóng đi quá cao của Đức Chris. Đức Tín. Rồi, không được. Cú ra trần đến từ Trương Minh Đức. Có lẽ đó lên là một pha phối hợp. Khi mà tình huống dứt điểm của Trương Minh Đức cũng ở một góc quá hẹp. Cao thủ bên phía Du Lịch, mặc dù họ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 74%. Messi. Không vào. Bóng đã vừa làm rung chuyển khung thành của Ý Hòa. Nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với Du Lịch. Họ chưa có được sự may mắn. Đức Tín. Thành Messi. Messi. Trương Minh Đức. Rất đẹp bàn và đã có bàn. Quân bình tỷ số đến từ cao thủ Du Lịch. Một pha xoay người và dứt điểm rất hay đến từ Trương Minh Đức. Thủ thành Ý Hòa đã bất ngờ trong bóng vừa rồi. Rõ ràng đó là một bóng quá khó. Du Lịch đã được giải tỏa. Trương Minh Đức kiên mán và huấn luyện viên Ngọc Anh Tẹo đã mang lại hiệu quả khi mà thành Messi dứt điểm. Lại một cú dứt điểm từ xa nữa đến từ Nhật Tân. Một cú dứt điểm ngay từ khu vực giữa sân. Và vừa rồi thì Ý Hòa đã lại phải trổ tài. Và Du Lịch vẫn đang rất quyết tâm. Họ đang muốn có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là 1 điểm. Và phát bóng của Ý Hòa. Như vậy là có bàn thắng. Một pha phạt bóng có được bàn thắng dành cho cầu thủ Đại Từ. Và người ghi bàn đó là Ý Hòa. Thủ môn Ý Hòa đã có được bàn thắng. Không thể tin nổi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phát bóng này của Ý Hòa. Dứt điểm. Như vậy Duy Cốp cũng đã được đưa vào sân. Việc thủ thành Đức Tín dâng lên quá cao. Rồi, 2-0 Nhật Tân. Đâu khó có Nhật Tân. Lại là Trương Minh Đức. Ý Hòa đã không thể cản phá và Nhật Tân đã có mặt. Trận đấu quay. Sinh Du. Cú ra trần từ rất xa của Sinh Dũ. Rồi, Trương Minh Đức không được. Và xoay sở và phối hợp tuyệt vời giữa Thành Messi và Trương Minh Đức. Với những pha chéo bổng đến từ Du Lịch. Du Lịch dứt điểm 17 và Đại Từ chỉ 11 mà thôi. Messi, không vào!
bóng lại vừa ăn vào mép ngoài cột dọc của cầu thủ Đại Tử. Một cú xiết bóng bằng lòng trong đến từ Thành Messi. Nhật Tân. Messi. Thành Messi. Như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía Du Lịch. Bài. Niềm vui của Du Lịch. Y Hòa đã không thể tạo ra được một cái kết đẹp. Thành Messi đã mang về được sự một bàn thắng quyết định. Vẫn còn 2 phút nhưng bóng đã chạm vào chân của Tuyên Tung Tằng. Bóng đi đổi hướng và không cho Y Hòa một cơ hội nào. Nhật Tân. Thành Messi. Hảo Hay. Tình huống phạm lỗi của Phú Quý đối với Hảo Hay. Và ngay hôm nay trọng tài đội còi kết thúc trận đấu giữa Du Lịch và Đại Tử, khép lại một phim bom tấn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin chúc mừng Du Lịch. Chúng ta đã cùng với nhau trải qua một trận đấu quá tuyệt vời. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng với Osport, đồng hành cùng với các hệ thống của VTV Cup trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.